Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Computer. Từ trước đến giờ thì mình đã đánh giá cho các bạn những bộ PC gaming nó chỉ sử dụng vi xử lý của Intel mà thôi. Nhưng mà trong video này mình sẽ đánh giá bộ PC gaming nó sử dụng vi xử lý của AMD chứ không phải là của Intel. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng để xem AMD mà sử dụng để chơi game thì nó có tốt hay không nhá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hạn Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hạn Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Trong video này mình sẽ đánh giá cho các bạn bộ PC Gaming Professional P12 của Hạn Computer. Phần cứng chính của nó sẽ là CPU AMD Ryzen 3 2200G và card đoạn rời là GTX 1050 Ti mà mức giá của nó chỉ có 13 triệu đồng mà thôi. Về thiết kế bên ngoài, các bạn có thể thấy nó cũng giống như là những bộ PC gaming tầm trung khác của Hạn Computer, bởi vì vỏ cây của nó được sử dụng là Sama X Black, mặt trước của nó là mica trong suốt và để lộ ra ba quạt hút gió màu xanh dương trông khá là đẹp mắt. Các bạn hoàn toàn có thể thay thế ba quạt đằng trước này thành quạt RGB nếu như sau này các bạn muốn làm đẹp thêm cho bộ PC của mình. Mặt bên cạnh của các bạn sẽ là kính cường lực, ở đây là kính cường lực nhá. Các bạn hoàn toàn có thể sâu ra những linh kiện ở bên trong. Nếu như các bạn đầu tư thêm khoảng tầm 3 cái quạt RGB nữa thì nó bao đẹp luôn. Với không gian bên trong tương đối rộng của Sama X Black, các bạn hoàn toàn có thể lắp đặt được những hệ thống tải nhiệt nước ở bên trong nếu như các bạn muốn. Ngoài vỏ cây đẹp ra thì card đọa cũng đẹp theo là ASUS Cerberus GTX 1050 Ti. Nó không quá to nhưng mà nó lại có một tấm backplate ở phía sau, nó giúp che đi một phần của bảng mạch, nó tăng tính thẩm mỹ lên khá là nhiều. Tông màu chủ đạo của nó cũng là đen và đỏ trông rất là game thủ. Sức mạnh của nó như thế nào thì mình sẽ đánh giá sau, nhưng mà mình có thể nói sơ sơ qua một chút là nó hoàn toàn có thể cân tốt tất cả những game eSports bây giờ. Và PUBG nó chơi cực kỳ ngon ở medium setting. Khi các bạn soi vào bên trong bộ cây, các bạn có thể thấy là một chiếc ổ cứng SSD được để lộ ra. Ở đây là ổ cứng SSD SATA 3 Galloway dung lượng 120GB cho các bạn khả năng khởi động Windows cũng như là khởi động game rất nhanh. Nó nhanh hơn ổ cứng cơ thông thường rất nhiều, chỉ có duy nhất một yếu điểm ở đây là dung lượng của nó hơi thấp mà thôi. Các bạn hoàn toàn có thể khắc phục được vấn đề này một cách rất là đơn giản, đấy là các bạn hãy mua thêm ổ cứng cơ nữa. Chỉ cần dung lượng khoảng tầm 1TB mà thôi là đã dư cho những game thủ rồi. Với ổ cứng cơ các bạn sẽ sử dụng để lưu phim, để lưu ảnh các thứ. Còn ổ cứng SSD các bạn sử dụng nó để lưu game cũng như là lưu app thì lúc này các bạn sẽ có khả năng khởi động rất là nhanh. Kèm theo bộ nhớ SSD dung lượng 120GB thì bộ nhớ RAM là 8GB, đủ để các bạn chơi hầu hết game hiện nay, không cần quan ngại quá nhiều về việc khi đang chơi mà lại thiếu RAM, khi mà các bạn vừa chơi game vừa lướt Facebook cũng như là nghe nhạc. Nếu mà các bạn có muốn stream game nữa hay là làm đồ họa thì nên nâng dung lượng RAM lên là 16GB. Để các bạn có được một mức giá tốt nhất thì Hạn Computer đã sử dụng board máy chủ ở đây là ASUS PRAM B350MA. Tuy thiết kế của nó không quá bắt mắt như là xu hướng hiện nay, nhưng nó lại rất thực dụng bởi vì mức giá của nó rất rẻ và dư sức để kéo vi xử lý Ryzen 3 2200G. Mà với những board máy chủ B350 nó cũng có một đặc sản nữa, đấy chính là khả năng ép xung RAM và CPU. Với CPU mình sẽ không khuyến khích các bạn ép xung lắm, bởi vì trên board máy chủ này phần phây của nó không có tản nhiệt. Thế nên là khi các bạn ép xung thì phần phây của nó sẽ rất là nóng. Nhưng mà với ép xung RAM thì các bạn có thể ép xung RAM lên với mức xung cao hơn mức mặc định là 2400MHz để có một tốc độ xử lý nhanh hơn. À mà mình nói qua một chút về vi xử lý Ryzen 3 2200G trên bộ PC này một chút. Chắc nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc là nếu như sử dụng là 2200G thì nó có bị phí đi nhân đồ họa tích hợp ở bên trong hay là không. Đương nhiên khi các bạn sử dụng chung với cả card rời là GTX 1050 Ti thì nhân đồ họa tích hợp là Vega 8 ở bên trong nó sẽ bị tắt đi và không hề được sử dụng. Nhưng mà các bạn hãy khoan đã nhá, đúng là nó có hơi phí đấy, nhưng mà hãy khoan đã. Nhìn vào bảng so sánh thông số, các bạn có thể thấy khi mua R3 2200G ngang giá với cả R3 1200 thì 2200G nó có lợi thế về mặt xung nhịp khá là nhiều, nó giúp tăng trải nghiệm game hơn. Dung lượng cache cũng như là số lượng lên PCI cấp cho card đồ họa nó chỉ bằng một nửa. Sự thua thiệt này nó đúng là có ảnh hưởng tới hiệu năng của Ryzen 3 2200G so với cả Ryzen 3 1200, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới những người dùng thông thường cũng như là những người dùng có mức khẩu bao ở mức trung bình. Dung lượng cache thấp thì nó đúng là có ảnh hưởng tới tốc độ của bạn khi mà các bạn làm việc nặng cũng như là xử lý nhiều file hay là những file có kích thước lớn và phức tạp. Nhưng mà đối với những người dùng thông thường thì dung lượng cache thấp nó không ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì mình chỉ có là lướt web, xem phim hay là chơi game mà thôi. Có nghĩa là với những người dùng thông thường, dung lượng cache thấp nó không ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm của các bạn. Còn về số lượng lên PCI nó chỉ bằng một nửa thôi, nó chỉ còn là 8 lên PCI. Nó cũng có ảnh hưởng về hiệu năng khi các bạn sử dụng chung với cả card rời, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng khi các bạn sử dụng những mẫu card đoạn rời quá mạnh. Còn mình nghĩ là với đa số những ai mà đang sử dụng là 2200G thì hầu bao của các bạn sẽ không quá lớn, và card đồ họa các bạn mua thì chắc là cũng đến tầm là GTX 1060 3GB là hết rồi.
thì với cơ tích 1060 3GB trở xuống thì 2200G vẫn có thể đáp ứng được cho các bạn. Nhưng mà từ cơ tích 1060 6GB trở lên thì nó sẽ gặp một chút vấn đề về băng thông đấy. Nó sẽ bóp sức mạnh của card loạn lại một chút. Mà trong bộ PC này đang sử dụng GTX 1060 Ti thì con 2200G vẫn kéo một cách thoải mái và không gặp bất kỳ một khó khăn gì. Chưa kể con Ryzen 3 2200G nó có xung nhịp cao hơn con 1200, thế nên là hiệu năng chơi game của nó cũng sẽ ổn hơn. Cùng với mức giá với cả Ryzen 3 1200, với dung lượng cách bị cắt đi một nửa, rồi là số lên PCI cũng được cắt đi một nửa luôn. Nhưng mà xung nhịp của các bạn lại được tăng lên và dùng kèm với cả một mẫu card đồ họa có sức mạnh tầm trung như là GTX 1060 Ti thì việc xử lý Ryzen 3 2200G vẫn rất đáng để các bạn lựa chọn. Khi mình đánh giá hiệu năng thực tế của bộ PC này bằng phần mềm benchmark đồ họa huyền thoại là Bademark Firestrike, nó cho điểm số rất là cân bằng với 7500 điểm đồ họa và 6900 điểm vật lý. Với 7500 điểm đồ họa thì ở trên con GTX 1060 Ti nó có nghĩa là 8 lên PCI của con Ryzen 3 2200G nó vẫn kéo ngon lành card đồ họa GTX 1060 Ti mà không làm giảm hiệu năng của 1060 Ti đi. Nhưng 6900 điểm vật lý thì mình thấy nó cũng chỉ xem với cả con Ryzen 3 1200 trước kia mà thôi. Nó thấp hơn một chút so với cả i3 8100 tới từ nhà Intel. Chuyển qua với chơi game thực tế, đầu tiên mình đã thử ngay với PUBG xem nó có thể cân được tựa game này ở thiết lập 2 setting hay là không. Đầu tiên, ngay khi mới vào chơi mình đã cảm nhận được ngay là FPS của nó trong quá trình chơi không quá ổn định. Có những lúc nó lên tận 90 FPS rất là cao, nhưng có những lúc nó cũng drop xuống tận là 45 FPS. Trung bình các bạn sẽ có được khoảng là 58 FPS khi chơi PUBG ở thiết lập là 2 setting trên độ phân giải là Full HD. Trải nghiệm nó rất ổn cho mức giá là 13 triệu đồng. Nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm mượt mà hơn nữa, có drop nó cũng không xuống dưới 60 FPS thì các bạn nên để thiết lập ở mức là medium setting. Chất lượng hình ảnh của nó sẽ không đẹp như là 2 setting nhưng mà nó sẽ mượt mà hơn. Tiếp tục mình có test với FIFA Online 4 như rất nhiều bạn yêu cầu thì có vẻ như là FIFA Online 4 nó không đủ đô với cả PC Gaming Professional P12 này. Cho dù mình đã để mọi thiết lập ở mức tối đa nhưng mà FPS của nó vẫn là giữ ở mức 60, nó không thể nào mà tụt xuống dưới 60 được. Đối với một tựa game đá bóng thì như thế này đã là quá đủ đối với các bạn. Kể cả các bạn có dùng một mẫu card đồ họa mạnh hơn thì nó cũng chỉ để thế này mà thôi. Tiếp tục với một tựa game online là Dota 2, đương nhiên mình sẽ tự tin vào để thiết lập đồ họa ở mức là tối đa để có trải nghiệm tốt nhất về ngành. Mặc dù thiết lập tối đa nhưng mà FPS trung bình của mình thu được vẫn rất cao là 95 FPS. Kể cả khi mình có giao tranh thì nó cũng không xuống dưới 70 FPS, rất là mượt mà cho bất kỳ thời điểm nào ở trong trận đấu. Tựa game online cuối cùng mà mình test là CSGO, xem AMD có thể kéo được FPS trung bình lên mức rất cao hay là không, nó có thể kéo được lên rất cao như Intel hay là không. Thì mình khá là bất ngờ với bộ PC này, nó vẫn có thể đạt được FPS trung bình là 153 FPS ở thiết lập đồ họa tối đa trên tựa game CSGO. Con số này không hề thấp một chút nào. Nếu như các bạn có mua PC Gaming Professional P12 cùng với cả một mẫu màn hình tần số quét cao về để chơi CSGO, trải nghiệm sẽ rất là đã đấy. Chuyển qua game offline nặng như là Final Fantasy 15, nó vẫn không hề đuối khi có thể đạt được là 3.755 điểm ở thiết lập trung bình. FPS như mình nhìn thấy trong quá trình ban nó khoảng tầm là từ 35 tới 40 FPS, nó vẫn có thể chơi được, nhưng mà để gọi là mượt mà thì các bạn nên hạ thiết lập xuống một bậc nữa. Dù sao đây cũng là một tựa game rất nặng mà các bạn có được một trải nghiệm như vậy ở trên một bộ PC chỉ có giá 13 triệu đồng mà thôi thì đã là quá là tốt rồi. Và tựa game cuối cùng mà mình test là Far Cry 5. Game này thì nó không quá nặng như là Final Fantasy 15 nhưng mà nó lại được rất nhiều người chơi. Mình đoán được trước là cấu hình này có thể chạy tốt ở max setting, thế nên là mình đã mạnh tay kéo tất cả thiết lập ở mức Ultra trên độ phân giải là Full HD. Kết quả thu được là khá ổn với FPS trung bình là 38. Nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm mượt mà hơn nhưng mà hạ thiết lập hình ảnh xuống ấy thì các bạn có thể hạ thiết lập hình ảnh từ Ultra xuống 2 sẽ có một trải nghiệm tốt nhất. Qua phần đánh giá hiệu năng thực tế của bộ PC Gaming Professional P12 của Hà Nội Computer, các bạn thấy thế nào? Mình thấy nó rất là mạnh đối với tầm giá khoảng tầm 13 triệu đồng. Với con Ryzen 3 2200G nó có 4 nhân và xung nhịp cao, thế nên là trải nghiệm game của các bạn sẽ rất là mượt mà. Nó sẽ mượt hơn là so với cả con Ryzen 3 1200. Nhưng mà nếu các bạn có đang sợ ấy là 2200G khi chạy vào cạc rời nó sẽ bị đuối bởi vì nó chỉ có 8 lên PCI, thì các bạn hãy cứ yên tâm đi, với cạc của bạn là GTX 1060 Ti, con 2200G nó vẫn hoàn toàn có thể cân tốt mà không hề ảnh hưởng tới hiệu năng của GTX 1060 Ti hay là bóp hiệu năng của nó lại. Kể cả sau này các bạn có nâng cấp lên là GTX 1060 6GB thì nó vẫn có thể chạy tốt. Chỉ có là sau này nếu mà các bạn có nâng cấp mà từ tầm 1060 6GB trở lên ấy thì nó sẽ là hơi bóp một chút, nó sẽ hơi bóp hiệu năng của cạc đoạn lại. Nhưng mà với từ tầm là 1060 3GB trở xuống thì nó vẫn có thể đáp ứng tốt. Mà ngoài ra với bộ PC Gaming Professional P12 này, mình cảm thấy nó cũng rất là đẹp với cả tầm giá 13 triệu đồng này nữa. Các bạn có một vỏ cây á, mặt trước là mica, có lồi ra 3 quạt led, nó có sẵn 3 quạt led ở đằng trước luôn. Rồi mặt bên nó sẽ là kính cường lực,
nó để sâu linh kiện bên trong, các đoạn cũng rất là đẹp nữa. Ý kiến của các bạn như thế nào với bộ PC này, hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.